Loại này mấy thằng có tiền không có ăn mấy đứa. Cả xong hấp cả con. Nhanh. Thằng nào giàu hơn là con cá mú. Giờ làm ba món. Món này là xào gì cho nó ngon nhất? Thành xào, xào bướm chưa sạch này bạn, này bạn nằm cẩn thận vào không ăn thì sao ăn. Sáng ăn sỏi thận đấy, ăn chẳng quay là mình ăn uống nhiều cái màu mè nhiều nữa, đậu lại được thành cặn, cặn lên thành sỏi. Thận là nó chức năng của nó để lọc, hiểu không? Lọc nước. Đào thải. Chất cặn bã, hiểu không? Lọc là quả lọc, hai quả lọc đi. Vâng, cố gần cho cái lại nước đậm chất hóa học vào thì nó đéo thải được thì nó hình sỏi. Ông bảo sỏi ăn nhiều vừa thừa nên tôi nghe được. Nó lắng rồi. Không, ông lưu phải uống rượu chứ. Đang làm cơm rượu. Rượu rửa sạch luôn này. Nội lên sạch luôn này. Nó sạn là sạn cát ở trong này này. Con đồ biển. Biển đạn. Cô ai uống cái gì đấy phải bỏ tiền chứ làm sao nó còn đạn đâu. Lúc nào quỹ không nào cũng rượu ném đấy trăm đưa ông vần quản lý đến loạt hải.